Đậu đỏ bà con, đậu đỏ là rất tốt cho sức khỏe, nhưng mà không phải ai cũng ăn được đậu đỏ. Những người có bệnh ở đây, những người này là vui lòng đừng ăn đậu đỏ. Nếu ta ăn đậu đỏ vào thì bệnh ta càng ngày càng lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và xấu đi cho sức khỏe ta hàng ngày. Đó là những người đang đau bụng, dạ dày, tiêu chảy, phù nề, lạnh tay, lạnh chân, tiêu hóa kém, đầy hơi, rối loạn, tiêu chảy, ăn kém ngon, bị ho, trời cảm lạnh. Đó là không nên ăn, không nên ăn, không nên ăn đậu đỏ nha bà con. Ăn đậu đỏ vào thì bệnh chúng ta càng ngày càng lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, mà nó lại xấu đi sức khỏe của mình. Đó là những người không nên ăn. Đó là đau bụng, dạ dày, tiêu chảy, phù nề, lạnh tay chân, tê tay chân, tiêu hóa kém, đầy hơi, rối loạn, tiêu chảy, ăn kém ngon, bị ho, trời cảm lạnh. Còn ngoài ra, ngoài những người đó thì đậu đỏ nó rất là tốt, nhưng mà tốt không phải ăn bao nhiêu cũng được. Ta ăn 6 ngày, nghỉ 1 ngày, 1 ngày ăn không quá 50g, 1 ngày ăn không quá 50g. Nếu ăn liên tục 6 ngày, phải nghỉ 1 ngày rồi mới ăn tiếp thì nó tốt cho dinh dưỡng cơ thể, đề kháng, làm đẹp da, hệ miễn dịch, viêm thận, sỏi thận, phù thủng, ung nhọt, viêm gan, sơ gan, mệt mỏi, căng thẳng, phòng ngừa các chứng bệnh ung thư. Đó bà con thấy không? Tốt quá trời tốt bà con ha. Đó. Cho nên phòng ngừa các chứng bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư vú của giới nữ, nó tốt cho đường trong máu, tim mạch, bào bầu. Nhưng mà ăn không quá 50g, nhớ là ăn không quá 50g một ngày. Ăn 6 ngày thì chúng ta phải nghỉ 1 ngày rồi mới tiếp tục ăn nha bà con. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.